rất nhiều anh em cứ hỏi loa tép có lời hay không, thì hôm nay mình lại vào giao lưu với anh em. Mình sẽ đi thẳng vào vấn đề. Lời của súp, lời của bát, lời của chung, lời của tép, mỗi giải nó thể hiện ở một cái dạng khác nhau. Đấy, chứ còn có lời hay không là do bản gốc. Và đây là nhạc không lời, nhạc karaoke. Đấy, mời anh em test nhá. Đây, hôm nay mình test mỗi cái loa tép không thôi, để cho anh em thử. Loa nào nó cũng có lời cả. Loa súp nó thể hiện ở dạng súp, loa chung, loa tép, tép 250, 350, 450, lời nó thể hiện ở mỗi dạng khác nhau. Đó là, chứ còn loa nào nó cũng có lời cả. Chứ còn có lời hay không là do bản gốc. Đấy, trong băng đĩa thì người ta ghi là nhạc có lời và nhạc không lời, nhạc cà phê buổi sáng. Anh em lên YouTube để anh em tìm nhạc nào cũng có. Đấy, đây là nhạc không lời. Anh em không bao giờ moi được lời từ những cái nhạc như này. Đấy, đấy là do bản gốc nhá. Đấy, sau đây mình sẽ tìm cho anh em một cái nhạc có lời, để cho anh em xem là có lời hay không là do bản gốc anh em nhá. Đây, sau đây mình sẽ đi tìm một cái nhạc gì đó để cho anh em xem nhá. Đây, nhạc có lời nhá. Mình sẽ tìm cho anh em một cái, đây rồi. Đây, mình sẽ tìm cho anh em một cái bản nhạc có lời đây rồi. Đây, có lời hay không là do bản gốc. Chứ còn loa súp nó cũng có lời, lại loa tép cũng có lời. Nhưng mà có lời hay không là do bản gốc. Anh em muốn không có lời thì anh em tìm nhạc không lời mà nghe. Anh em xem nhá. Mình test liêm âm tép không. Đấy, có lời chưa? Thế là mình sẽ quay lại nhạc không lời cho anh em nhá. Nhạc, mình sẽ tìm cái nhạc karaoke đây. Đấy, đây là nhạc không lời karaoke, chưa có lời ca sĩ hát. Đấy, anh em thấy không? Lời ở mỗi côn dạng, mỗi cỡ côn nó thể hiện ở mỗi dạng khác nhau. Tép 250, 350, 450, 750. Đấy, lời của chung, lời của súp nó thể hiện ở mỗi dạng khác nhau. Có rất nhiều anh em đi hỏi mua súp thì anh em hỏi súp có lời hay không. Đấy, loa nào nó cũng có lời. Đấy, súp nó thể hiện ở dạng riêng. Nhưng còn có lời hay không là do bản gốc, anh em phải biết xác định chính xác. Đó là một cái khái niệm như vậy. Có lời hay không là do bản gốc, chứ còn loa nào nó cũng có lời cả. Đấy, có lời hay không là do bản gốc. Đấy, đây là nhạc không lời. Đấy nha, không bao giờ có lời. Đây, thêm một bài nhạc không có lời nữa này, nhạc karaoke này. Đấy nha. Sau đây mình sẽ đi tìm cho anh em một cái nhạc có lời nữa để cho anh em xem nhá. Đây, quảng cáo. Tìm cho anh em một cái nhạc có lời nhá. Đấy, có lời ngay đúng không? Anh em phải biết một cái khái niệm như này, có lời hay không là do bản gốc, chứ còn loa nào nó cũng có lời. Để tránh cái tình trạng nhiều anh em đi mua súp, anh em cứ hỏi là súp có lời hay không. Đấy, rất nhiều anh em hỏi như vậy. Có lời hay không là do bản gốc, anh em phải nhớ trong đầu như vậy. Rất nhiều anh em mà súp có lời thì anh không mua đâu. Đấy, lời của súp nó khác, lời của tép nó khác, ở thể hiện mỗi giải nó khác nhau. Anh em phải nên nhớ một điều như vậy. Để anh em đừng, anh em xem xong cái video này thì anh em đừng hỏi là tép có lời hay không nữa. Đấy, đang có lời đây.
Đây mình sẽ quay lại cái nhạc không lời cho anh em này. Đấy. Đấy nha, đây. Nhạc không lời ngay, không lời ngay. Thì ở trên băng đĩa thì người ta ghi đầy rồi. Nhạc không lời, nhạc có lời, thích kiểu gì cũng có. Anh em thích nghe nhạc gì thì lên đấy mà nghe, mà tìm nhạc. Đây. Đấy. Không bao giờ moi được lời từ cái bản nhạc không có lời à? Đấy, mình sẽ thử mỗi âm tép không nhé. Anh em đi mua súp thì súp vẫn có lời, trừ anh em tìm những cái bản nhạc như này thì nó không có lời thôi. Đây là nhạc karaoke không lời này. Bây giờ anh em cắm mic vào anh em hát là có lời ngay lập tức. Mình sẽ tập trung vào cái đặc tính của tép hai chế độ, tép và siêu tép. Chế độ gạt lên nó là siêu tép, gạt xuống nó là tép thường. Ở cái chế độ gạt lên này thì nó rất kén âm ly, rất kén vang. Không phải vang nào, âm ly nào cũng có giải siêu tép để cho tép hoạt động. Rất nhiều anh em là có câu hỏi thế này: gạt lên gạt xuống cũng không có tác dụng. Đấy, hôm nay mình sẽ giải thích cho anh em. Chúng tôi bán ra 100 đôi loa thì sẽ có tổng khoảng 30% là âm ly chuẩn, vang chuẩn thì siêu tép mới có tác dụng. Chứ còn 70% là những cái loại vang, những loại âm ly mà chúng ta cắt tép quá sâu nên là tần số cực thấp, không có tần số cho tụ nạp xả nên là hệ siêu tép nó không hoạt động. Và những cái loại vang âm ly mà giải tép thấp này ghim quá sâu thì chúng ta sẽ gạt xuống để chạy chế độ tép thường thôi. Còn gạt lên thì yêu cầu phải âm ly chuẩn, vang chuẩn. Đấy, những cái loại âm ly vang mà không bị ghim, không bị cắt tép thì loa mới có tác dụng nha. Đấy, nha. Gạt xuống nó là tép thường, còn gạt lên thì nó là chế độ siêu tép. Chất âm nó sẽ mỏng hơn gấp 6 lần theo thiết kế của chúng tôi. Giới thiệu cho anh em những cặp tép chống cháy tốt nhất. Cảm ơn anh em đã đến kênh của Lưu Bắc Cạn, kênh chuyên loa tép chất âm VIP. Đây là những dòng nam châm đẹp, cặp tép lọc âm lọc chói cực xịn, nam châm tuyển dòng đắt, 1.500.000 nhá một đôi. Đây là 450 đại, hàng cũ nhập khẩu cao cấp China, cực xịn, có chế độ bật tép và siêu tép. Phễu này 16x16, chiều cao 20 phân. Bên này là mẫu 1.000.000, mẫu 350 đều có chế độ bật siêu tép. Đây là loạt đã được nâng cấp để chống lì, chống bí tiếng cho loa full và những loa nhiều bát, phù hợp với tất cả các loại vang. Bản này thì có hai màu nhé, loại 1.000.000 này thì có loại màu gỗ và màu đen. Đây là cặp 350, côn 3.5, chống cháy 100%. Và đây là cặp 500k, đây là mẫu 250, không có công tắc, đây là mẫu ít tiền, chuyển từ khung sắt sang, phễu 16x16, cao 20 phân, chống cháy 100%. Hàng này được phép kiểm tra, ok thì thanh toán. Liên hệ theo số điện thoại 0973 533 269. Hàng được phép kiểm tra, ok thì thanh toán. Nhưng mà có rất nhiều anh em, vài anh em thôi, để cứ hay hỏi là ship cho anh một đôi 1.000.000 đây ngạn, về không hay thì anh trả. Và sau đây mình sẽ đọc tên những thiết bị mà tỷ lệ hồi hàng về thì nó hơi bị nhiều, nó có thể 99%, và những thiết bị không bị hồi hàng oan. Thứ nhất, những thiết bị mà không tạo ra chất âm ok là đầu bảng, đó là vang số và nâng tiếng. Hai cái thiết bị này thì nó rất tốt thôi, nhưng mà đa số là chúng ta không là setup không chuẩn, setup đã bị hãm tép, cắt tép, hoặc là những thiết bị vang, nâng hoặc lọc có thể bị méo tín hiệu thì loa nó sẽ không như quảng cáo, nó sẽ thô, nó sẽ kêu tí ti hoặc nó rè thô ọ ẹ đủ được. Vì vậy anh em muốn hay ở hai cái thiết bị này thì anh em phải chỉnh lại nhá. Chứ còn bây giờ là loa của tôi quá chuẩn rồi, đấy, test rất kỹ rồi, đèn nam châm đẹp rồi, VIP rồi, lọc âm lọc chói cực chuẩn rồi, mà về mà gặp những thiết bị như vậy thì tỷ lệ hồi hàng oan là có chắc. Đấy, và mình sẽ đọc tên những thiết bị mà không bị hồi hàng oan mà chất âm ok. Thứ nhất, đầu bảng, đó là vang cơ và đẩy, quá ok luôn.
mixer và đẩy càng ok. Âm ly thường như Jaguar, Nanomax hoặc là Ariang, gọi là âm ly thường, California, hoặc là những cái thiết bị như là đẩy liên vang, thớt dàn, loa kéo thì tỷ lệ hồi hàng oan là nó rất ít, vì những thiết bị đấy nó không bị méo, nó không bị hãm tép. À, vì vậy anh em cứ hay hỏi như vậy, mình sẽ trả lời thẳng. Vang số và nâng tiếng, anh em muốn loa hay như quảng cáo, anh em phải chỉnh lại. Đa số thiết bị này là chỉnh không chuẩn. Đấy, vì vậy anh em cứ hay hỏi như thế, mình sẽ trả lời thẳng anh em luôn. Đấy, muốn hay như quảng cáo thì dàn anh em phải chuẩn. Đấy. Chứ còn bây giờ ship cho đôi 1,5 triệu VIP như thế mà về mà bị hồi hàng oan là không được rồi. Đấy nhá. Đấy, muốn hay thì phải có dàn chuẩn. Chứ loa sẽ không hay khi gặp dàn không chuẩn. Loa chỉ hay như quảng cáo khi gặp âm ly chuẩn vang chuẩn thôi. Đấy, ok nhá.